Bạn nào hỏi về địa chỉ mua giống cỏ Guinea Mombasa thì các bạn có thể là kết nối về bên mình nhé. Hiện tại là bên mình là một trong những đơn vị mà cung cấp hạt giống cỏ chăn nuôi uy tín và chất lượng ở trên thị trường Việt Nam của chúng ta. Và bên mình cũng đã kinh doanh lâu rồi và đây là nơi mà bên mình trồng thử nghiệm đây. Đây là chính là hạt giống và bên mình gieo lên thì nó này mầm và nó phát triển như thế này. Cỏ Guinea Mombasa này thì chúng ta sẽ trồng và nuôi chăn nuôi rất là tốt, nó phù hợp với nhiều loại vật nuôi, ví dụ như là trâu bò này, rồi là dê cừu, hươu nai, lợn rừng, thỏ hoặc là cào cào châu chấu, thì tùy theo từng nhu cầu của từng các bạn thì chúng ta lựa chọn các loại giống cỏ nào để phù hợp với từng loại vật nuôi. Và đặc biệt nhất là cỏ Guinea Mombasa này thì nó phù hợp với rất là nhiều loại vật nuôi nên là chúng ta có thể là trồng cho nhiều loại vật nuôi ăn. Và hiện tại là bên mình là một trong những đơn vị mà bên mình nhập khẩu hạt giống từ bên Thái Lan về. Sau đó bên mình đóng gói và phân phối ra thị trường. Và sản phẩm đảm bảo uy tín chất lượng các bạn nhé. Hạt giống đảm bảo tỷ lệ nảy mầm tốt. Và bên mình đã yêu cầu là ở bên Thái Lan người ta test chất lượng trước. Sau đó và về bên mình kiểm tra lại chất lượng lại. Và bên mình kiểm tra chất lượng định kỳ các bạn nhé. Thế là hạt giống bên mình luôn luôn là đảm bảo chất lượng. Khi gửi đi thì các bạn sẽ nhận được nguồn hàng đảm bảo là tỷ lệ nảy mầm tốt. Và các bạn lưu ý là các bạn đặt hàng thì các bạn phải kiểm tra địa chỉ gửi ấy thì ở Nghệ An mới đúng. Tại vì mình là ở Nghệ An và mình gửi toàn quốc nên là ở nơi khác thì không phải đâu nhá. Ở nơi khác mà lấy danh công ty của mình, công ty trách nhiệm hữu hạn Nông Long Tín hoặc là tên của mình Hà Văn Hải thì không phải. Tại vì bên mình là chỉ có một địa chỉ gửi ở Nghệ An thôi, còn nơi khác thì không phải của bên mình. Thì hiện tại thì bên mình quay nhiều video ấy thì nó rất là đẹp và video rất nhiều người xem nên vậy là có nhiều người người ta tải video về và người ta re-up lại video của mình. Nhưng mà khi sau khi đặt hàng ấy thì một số người thì gửi người ta không đúng hàng. Còn một số bạn thì cũng không phải là thuộc bên mình nên là bên mình sẽ không chịu trách nhiệm về những cái đơn hàng mà không phải của bên mình cung cấp. Nên là các bạn nếu mà mua thì các bạn có thể là kết nối với bên mình để bên mình tư vấn chi tiết. Và các bạn lưu ý là khi nhận hàng thì các bạn mở ra kiểm tra thanh toán và kiểm tra cái địa chỉ gửi tại Nghệ An thì mới đúng. Review lại cho các bạn xem, đây là giống cỏ mà bên mình trồng thực tế đấy, đây là cỏ Guinea Mombasa mà các bạn cần đấy nhá. Bạn nào muốn biết thêm thông tin chi tiết thì có thể là bình luận dưới video này để bên mình tư vấn cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một số nội dung video sau.